hiến chứng chỉ cần căn cước công dân, bồi dưỡng cao. Đó là những lời rao tuyển người hiến chứng dày đặc trên mạng xã hội. 18 triệu đồng thường là số tiền mà người hiến chứng sẽ nhận được từ cò môi giới sau khi chọc hút trứng. Tất cả tụi tôi là giá đồng loạt hết, lần đầu là 18, còn lần hai là 15, tại vì tụi tôi phải làm lại cái chứng minh cho mình. Mai muốn gì thì dắt cái bé nó ra họ nè. Thì những cái bé đó là nó làm tới lần 3 luôn rồi, lần 3, lần 4 rồi thì nó ra họ. Bệnh viện Sài Gòn đó là nó sẽ có nhiều cái bệnh viện, nó sẽ cùng hệ thống với nhau. Mà bệnh viện hiến chứng ở Sài Gòn có nhiều đó bệnh viện à, cho nên là khó lắm, khó làm được lần 3 lắm. Còn lần 3 là bà đi Hà Nội làm thì ở ngoài đó tôi có nhà nuôi ăn nuôi ở, trừ phí lại thôi. Vừa mới có kinh một cái là gọi tôi liền, và tôi sắp xếp đi trên phòng khám liền. Cò Tú dẫn người hiến chứng đi siêu âm, đếm trứng tại một cơ sở xét nghiệm tại quận 10. Tại đây, Tú đăng ký, thanh toán trên hóa đơn thanh toán để tên khách là một bác sĩ. Với kết quả số trứng đạt, Tú bảo các bước tiếp theo là xét nghiệm ở bệnh viện, tiêm thuốc kích thích trứng khoảng 12 ngày, sau cùng là chọc trứng và nhận tiền. Về xong rồi đó, tôi cầm để giờ tôi đi cho khách. Giờ dính tôi chọc nhiều là được rồi, chọc thì nó sẽ lên khoảng 18. Bắt đầu ngày mai bà mới lên nhận hạnh và xét nghiệm AMH. AMH có nghĩa là độ dự trữ trứng. Xong, bắt đầu có kết quả này và bắt đầu bà mới siêu âm xong bác mới quyết định xem là sẽ kích cho bà bao nhiêu thuốc. Con bé nó từ Bình Dương chạy lên, bữa nay nó mới chọc trứng xong sáng tôi mới trả tiền. Ngày 10 tháng 4, Tú đến Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh giao người. Tú mới dẫn đi siêu âm đếm trứng cho hai môi giới khác là Ngọc và Mùi. Tại khu khám bệnh của bệnh viện còn có ba cô gái trẻ có nhu cầu hiến trứng do các cò khác gửi cho Ngọc và Mùi dẫn đi khám. Tại mà chị em quen biết đó, kêu em ra đi đánh đi. Qua nhóm Zalo đợi khám, Mùi dặn nhóm người có nhu cầu hiến trứng không nói chuyện với ai, ai hỏi gì không biết. Cũng tại bệnh viện, Ngọc có lúc nói chuyện qua lại với cò Thảo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cò Thảo là quản trị viên của nhiều nhóm hiến trứng trên mạng xã hội. Dù không có phận sự gì, Ngọc vẫn thản nhiên đi lại ngay trong phòng siêu âm. Trong nhóm 4 người, Mùi và Ngọc dẫn đi khám, có 2 người có kết quả đạt để cho trứng. Tôi cam đoan, tôi đã đọc hiểu và đồng ý nè. Đi ghi cái câu đấy xuống thôi. Còn trong cái câu mở ngoặc đóng ngoặc thì lựa chọn một cái. Còn đây là lúc người có kết quả đạt để cho trứng, sau đó được nhân viên bệnh viện tiêm thuốc kích thích buồng trứng. Ai dẫn chị Xuân hay chị Ngọc? Tối cùng ngày, Mùi thêm người vừa tiêm mũi thuốc kích thích buồng trứng đầu tiên vào nhóm Zalo HT Vạn Hạnh. Nơi đây, Mùi và Ngọc hướng dẫn, nhắc nhở người hiến trứng trong thời gian tiêm thuốc kích thích buồng trứng. Dặn người hiến trứng khi vào bệnh viện phải khai tình trạng hôn nhân là độc thân. Về hai môi giới Ngọc và Mùi, Tú cho hay khi tìm được người hiến trứng thì Tú giao cho hai người này để kiếm hoa hồng. Tiếp thường mấy chị đó là mấy chị đó làm trực tiếp trên bệnh viện á, là làm với bên bác sĩ, mấy chị đó có quan hệ với bác sĩ á, em mình khó lắm. Nói chung là tôi kiếm người xong mà tôi cũng phải bỏ lại cho mấy chị đó đó, khó lắm. Mình đã có quan hệ trong bệnh viện, phải quen biết đủ thứ hết, tại phải chuyện đơn giản đâu. Chị Mùi bỏ cho tôi có 20 à, hai giá trên họ mặt bằng chung giờ là 18 rồi. Bà trả thấp hơn trên hỏi không ai làm với mình đâu. Chị Mùi không ăn hả má, chị Mùi thở sống cái gì. Chị Mùi lấy 10 triệu rút của bà, chị Mùi không ăn hết, chị Mùi phải chia lại cho bác sĩ nữa. Trong khi đó, môi giới tên Mùi thì báo số tiền mà gia đình hiếm muộn xin trứng là 27 triệu đồng. Nếu như anh muốn bé cao hơn một chút, xinh xắn hơn thì tầm cho bé thêm 1 triệu thì tầm 28 triệu thôi. Còn bình thường thì chỉ 27 triệu. Còn 27 triệu là trong đó có môi giới luôn rồi anh. Tại vì sáng hôm đó mình phải thanh toán cho bé thì bé sẽ vô chọc hút. Sau khi bé chọc hút xong thì cái lượng số trứng nó sẽ thuộc về là ông chị sẽ sử dụng luôn. Thì anh không cần phải cọc với em đâu. Tại vì em làm với mấy bác ở trên bệnh viện Hàn Hạnh ai cũng biết em hết rồi nè. Tất cả hóa đơn và bill đều có rõ ràng hết. Tất cả mọi thứ em trả hết thì bệnh viện không có trả gì cho em hết. Thế em chỉ lấy tiền bồi dưỡng của bé thôi. Em sẽ thay anh chị dẫn bé đi khám. Anh chị sẽ được biết thông tin của bé, nhưng bé sẽ không bao giờ biết được thông tin của anh chị. Em là người ghép hồ sơ cho anh chị mà, nó làm như được quyền đụng vô. Từ khoảng 27 triệu đồng là số tiền xin trứng thông qua cò. Trong khi đó, người hiến chỉ nhận được khoảng 18 triệu đồng. Việc hiến tặng trứng vốn mang tính nhân đạo đã biến tướng thành món hời của các cò, trở thành dịch vụ cho cò làm ăn.